Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game Tây Du Phục Ma của nhà Thành Vi Game nhé bạn. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn cho bạn cách nhập gift code. Khi nào chưa biết, bạn nào rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Thì đầu tiên để nhập code thì bạn nhấn vào Alta của mình, nhấn vào gift code và tiến hành nhập gift code. Thì có nhất như sau: Tây Du. Tây Du là có thứ nhất nha các bạn. Thì đây là gift code tân thủ. Sau đó thì bạn nhấn vào xác nhận để nhận qua. Thì code này sẽ nhận thưởng được 1000 quang, 2 quà SP 2, 2 quà bạc 2, 1 quà đột phá 2. Code thứ hai như sau: Phục Ma. Phục Ma là code 2, thì đây cũng là code tân thủ nha các bạn. Sau đó thì bạn nhấn vào xác nhận để nhận qua. Thì code này sẽ nhận thưởng được là 10 cái lệnh triệu hồi cao, 2 quà SP 2, 2 quà bạc 2 và 1 cái quà đột phá 2. Thì đó là tất cả phần quà 2, code 2, Phục Ma. Code 3, Hắc Bạch. Đây là code 3 nha các bạn, code là Hắc Bạch. Thì đây cũng là code tân thủ. Thì code này sẽ hưởng được là quả B2 số lượng 2, quả bạc 2 số lượng 2, quả đột phá 2 số lượng 1, địa sát kích. Code kế tiếp, Ngộ Không. Ngộ Không nha các bạn. Đây code kế tiếp. Thì code này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 28/2/2023. Thì code này sẽ hưởng được mảnh 4 sao ngẫu nhiên số lượng 30, lệnh làm mới quân du số lượng 10, quả SP 1 số lượng 2, quả bạc 1 số lượng 2. Code kế tiếp, Hỏi Bàn Đào. Hỏi Bàn Đào là code kế tiếp. Thì bạn lưu ý là code này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 28/2/2023 nha bạn. Thì code này sẽ hưởng được là 100 vàng, 20 cái lệnh triệu hồi hơn, 2 quạt SP 1, 2 quạt bạc 1. Code kế tiếp, Nữ Nhi Quốc. Nữ Nhi Quốc là code kế tiếp nha bạn. Thì bạn lưu ý là code này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 28/2/2023. Code này sẽ nhận thưởng được các quà như sau: 10.000 thần thiết, 10 cái quả mạnh pháp bảo tím, 2 quà SP 2, 2 quà bạc 2. Code kế tiếp, Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn là code kế tiếp. Các bạn lưu ý là code này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 28/2/2023 nha bạn. Code này sẽ hưởng được các quà như sau: Nhị Lan Thần, Nhị Lan Thần, quà SP 3, quà bạc 3 và đột phá 2. Code kế tiếp, OB ngày 1. OB ngày 1 là code kế tiếp. Các bạn lưu ý là code này có hạn sử dụng đến ngày 28/2/2023 nha bạn. Code này sẽ hưởng được 100 vàng, 60 mạnh 4 sao ngẫu nhiên, 2 quà SP 1, 2 quà bạc 1. Code kế tiếp như sau, OB ngày 2. Thì bạn lưu ý là code này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 28/2/2023. Các bạn nhanh tay một quà nha các bạn. Thì code này sẽ hưởng được các quà sau: 200 vàng, 2 quà SP 2, 2 quà bạc 2, địa giáp sắt. Code kế tiếp như sau, OB ngày 3. OB 3 là code kế tiếp. Thì code này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 28/2/2023. Các bạn nhanh chóng một quà thôi, nó sẽ bị hết hạn nha các bạn. Thì có này sẽ hưởng được là 10 cái phú cầu nguyện pháp bảo, 100.000 thần thiết, 2 quạt SP2, 2 quạt bạc 2. Code kế tiếp như sau, Bát Giới. Bát Giới là code kế tiếp. Các bạn lưu ý là code này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 28/2/2023. Các bạn nhanh chóng nhập vào thôi, nó sẽ bị hết hạn nha bạn. Thì có này sẽ hưởng được các quà như sau: 200 vàng, 50 cái mạnh năm sao ngẫu nhiên, 10 cái đấu lệnh pháp lệnh, 2 cái quà bạc 2. Code kế tiếp như sau, Satan. Satan là code kế tiếp. Thì bạn lưu ý là code này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 28/2/2023. Các bạn nhanh có một quà không thôi, nó sẽ bị hết hạn nha bạn. Code là Satan. Thì code này sẽ hỗ được các quà như sau: 200 vàng, Ngô Ma Dương và MP3, quà bạc 3. Code kế tiếp, Ngô Ma Dương.
Ngưu Vương Dương là có kế tiếp cho bạn. Các bạn lưu ý là có này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 28/2/2023 các bạn, nhanh ta chống đọc vào không thôi nó sẽ bị hết hạn nha bạn. Thì có này sẽ hỗ trợ các quà sau 1000 quen, một cái quà SP2, một cái quà bạc 3, một quà SP3, thần tướng năm sao tự chọn. Có kế tiếp Phổ Hiên Bồ Tát 842. Đây là có cái tiết nha các bạn, Phổ Hiền Bồ Tát 842. Các bạn lưu ý là có này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 30/1/2023 nha các bạn. Thì có này sẽ hưởng được là 15 vạn SP hình tướng, 15 vạn bạc, một cái giám định ngục giám. Có cái tiếp Bồn Bổn Bà Bà 854. Đây là có cái tiếp nha bạn, Bổn Bà Bà 854. Thì bạn lưu ý là có này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 30/1/2023 nha bạn. Các bạn nhấn cho nhập vào phần bị hết hạn. Thì có này sẽ hưởng được các quà như sau: 10 vạn MP thần tướng, 10 vạn bạc, 5 cái tàn phá đồ giám. Có cái tiếp Địa Tạng Bồ Tát 714. Địa Tạng Bồ Tát 714. Địa Tạng Bồ Tát 714 là có kế tiếp. Thì bạn lưu ý là có này sẽ có hàng sử dụng đến ngày 30/1/2023 nha bạn. Các bạn nhanh chóng đọc vào thôi nó bị hết nạn. Thì có này sẽ nhận thưởng được một cái tinh thạch cao ngẫu nhiên, 15 vạn SP hằng tướng, 15 vạn bạc. Có kế tiếp Sultan 931. Sultan 931 là có cái tiếp, các bạn lưu ý là có này có hạn sử dụng đến ngày 30/1/2023. Các bạn nhanh chóng đọc vào thôi nó bị hết hàng nha bạn. Thì có này sẽ hưởng được 10 vạn SP thần tướng, 10 vạn bạc, 2000 SP tiên thực. Có cái tiếp Bất Động 314. Thì bạn lưu ý là có này sẽ có hạn sử dụng đến ngày là 30/1/2023. Các bạn nhanh ta nhập vào không thôi nó sẽ bị hết hạn nha bạn. Thì cái này sẽ hưởng được các phần quà như sau: 15 vạn ESP thần tướng, 15 vạn bạc và 1000 đá linh. Thì đây là tất cả các phần quà nha bạn. Có tiếp tiếp Con Vũ Đông, Côn Vũ Đông 607. Côn Vũ Đông 607 là có kế tiếp. Thì có này sẽ có hàng sử dụng đến ngày 30/1/2023. Các bạn nhanh chóng hoặc quà thôi nó bị hết hạn nha bạn. Thì có này sẽ hưởng được các quà sau: 50 đá hung thiên, 10 vạn viên tố, 10 vạn bạc. Có kế tiếp Khổng Tước 556. Khổng Tước 556. Khổng Tước 556 là có cái tiếp, các bạn lưu ý là có này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 30/1/2023. Các bạn nhanh chóng một vòng thôi nó vì hết hạn nha bạn. Thì có này sẽ hưởng được các hồng hoàng sau: 15 vạn SP hân tướng, 15 vạn bạc, một cái linh bảo kim tự tím tự chọn. Có cái tiếp Đào Hữu Tinh 70. Đào Hữu Tinh 70 là có cái tiếp. Thì bạn lưu ý là có này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 30/1. Các bạn nhanh tay nhập vào thôi nó sẽ bị hết hạn nha bạn. Thì có này sẽ hưởng được các hồng hoàng sau: 10 vạn FP hồng tướng, 10 vạn bạc, 800 đá cường hóa. Có cái tiếp là Quạng Hú 594. Quạng Hú 594 là có cái tiếp nha các bạn. Quạng Hú 594 là có tiếp. Có này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 30/1/2023 nha bạn. Các bạn nhanh chóng đọc vào không nó bị hết hạn. Thì có này sẽ hưởng được các quạng sau: 5 cái phù cầu nguyện pháp bảo, 15 quạng em biên tố, 15 quạng bạc. Có cái tiếp như sau: Liêu Hữu Tinh. Liêu Hữu Tinh 895.
Liêu Hữu Tinh 895 là code kế tiếp. Code này sẽ có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Sẽ nhận được 10 quạt ép viên tố, 10 quạt bạc và 5.000 thần thiết. Code kế tiếp Naka 464. Naka 464 là code kế tiếp. Code này có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Có này sẽ nhận hưởng được lệnh triệu hồi cao SP thần tướng và bạc. Có kế tiếp Khô Lầu Thuận 39. Khô Lầu Thuận 39 là có kế tiếp. Có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Nhận được hai cái thể tinh chuyển hóa, 10 vạn FP thần tướng, 10 vạn bạc. Code kế tiếp Kim Tra 870. Code này cũng có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Nhận được món quà sau. Code kế tiếp Khô Lâu Đao 297. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Tới cái tiếp 1K800. Có này có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Có kế tiếp Bình Tôm 993. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Có kế tiếp Thỏ Ngọc 665. Thỏ Ngọc 665 là có kế tiếp. Có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Có kế tiếp Tướng Cua 765. Tướng Cua 765 là có kế tiếp. Có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Có kế tiếp Hồ Ly Tinh 724. Hồ Lê Tinh 724 là có kế tiếp. Có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha các bạn. Vạn Khúc Yêu 254. Vạn Khúc Yêu 254 xin lỗi bạn. Vạn Khúc Tinh 254. Vạn Khúc Tinh 254 là có kế tiếp nha các bạn. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Có kế tiếp Vô Khúc Tinh 751. Vô Khúc Tinh 751 là có kế tiếp. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Có kế tiếp Bạch Cốt Tinh 108. Bạch Cốt Tinh 108 là có kế tiếp. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến Bạch. Xin lỗi bạn, mình viết thiếu nha bạn. Bạch Bạch mới đúng nha bạn. Bạch Cốt Tinh cũng có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Có kế tiếp Phán Quan 146. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Code kế tiếp Gậy Như Ý 492. Gậy Như Ý 492 là code kế tiếp nha bạn. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn.
Có kế tiếp. Sang. Thế. Kim. Liên. 7 3 4. Sáng thế kim liên 7 3 4 là có kế tiếp nha các bạn. Thì cái này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1. Có kế tiếp mạnh bà 564. Mạnh bà 564 là có kế tiếp nha các bạn. Cái này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1. Có kế tiếp thiên địa tam hồn 393. Thiên địa tam hồn 393 là có cái tiếp. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Có cái tiếp thiên lý nhãn 423. Thiên lý nhãn 423 là có cái tiếp. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Có cái tiếp ngu đầu 541. Ngu đầu 541 là có cái tiếp. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Có cái tiếp hàng ma số 111. Hàng ma sứ 111 là có cái tiếp. Có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Có tiếp Phật mẫu kim liên 885. Phật mẫu kim liên 885 là có cái tiếp. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Có cái tiếp mã diện 138. Mã diện 138 là có cái tiếp nha bạn. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1. Có cái tiếp vô ngu trước 163. Đây có cái tiếp nha bạn, vô trước 163. Thì có này cũng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 thôi. Có cái tiếp Diêm La Vương 310. Diêm La Vương 310 là có cái tiếp nha bạn. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1. Có cái tiếp cũ hoàng tịch 456. Cũ hoàng tịch 456 là có cái tiếp. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Có cái tiếp kim ngân giác 708. Kim ngân giác 708 là có cái tiếp. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha các bạn. Có cái tiếp cũ si dinh 3378. Cổ xe dinh 3378 là có cái tiếp. Cái này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha bạn. Hoàng Phong Quái. Hoàng Phong Quái 129 là có cái tiếp. Hoàng Phong Quái 129 là có cái tiếp. Thì cái này sẽ có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 nha các bạn. Có tiếp xích tiêu Phật 881. Xích tiêu phát 881 là có cái tiếp. Cái này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30 tháng 1 thôi nha các bạn. Có tiếp dạ so vương 225. Dạ sao vương 225 là có cái tiếp. Thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 20 tháng 30 tháng 1 thôi nha các bạn.
có tiếp hàng yêu bảo 706 thì có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30/1 thôi nha bạn. Bọc nương tử 389 có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30/1 thôi bạn. A tu la 180 cái này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30/1 nha bạn. Bạch cốt tiên 687 có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30/1 nha bạn. Hoa nhi 142 hóa nhi 142 có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30/1. Đệ nhất kim lưng 814 đâu rồi, đại xin lỗi bạn, đại nha bạn, đại nhất kim lưng 814 có này cũng có hàng sử dụng đến ngày 30/1 các bạn. Tới công 898 hàng sử dụng 30/1. Hồng Nguyệt An 609 Hồng Nguyện Tan 609 hàng sử dụng 30/1. La Hán 521 hàng sử dụng 30/1. Cung Trúc Tân Sơn hàng sử dụng 31/1. Cung Hỷ Phát Tài hàng sử dụng 31/1. Vạn sự như ý hàng sử dụng 31/1. An Khang Thịnh Vượng hàng sử dụng 31/1 nha bạn. Ok thì như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn tất cả code và hàng sử dụng. Thì chúc các bạn chơi game vẻ, đừng quên like video này bạn hay và chia sẻ cho ông bạn cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn ở những video tiếp theo. Bye.